Hôm nay em đổ lú được một ít cá tạp với lại cà phê nhỏ nhỏ nè. Thì em lấy cái này để em xay ra, em tận dụng làm thức ăn cho tôm nha mọi người. Còn hiện tại em đang sử dụng cái chủng vi sinh, đó là chủng Bacillus subtilis nha. Đó, cái chủng này thì em mua ở ngoài tiệm thuốc Tây á. Mỗi một gói thì nó chỉ có 2.000 thôi. Nhưng mà cái vi sinh này em nuôi thì khi mà em ủ em nuôi tôm thì em thấy nó rất là hiệu quả, nó rất là tốt. Còn cái vi sinh này em học hỏi thì em học hỏi được từ cái kênh nông nghiệp hữu cơ đó mọi người, cái kênh mà có ảnh đại diện hình con vịt đó. Thì cái tuy là cái kênh của anh này là ít người 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 xem, nhưng mà cái thông tin của ảnh đưa ra rất là cụ thể, mà nói chung là nó có rất là nhiều kiến thức rất là hay. Bà con nào mình đang nuôi tôm quảng canh quảng canh đại cải tiến á, thì mọi người nên tham khảo vô cái kênh của anh đó nha mọi người. Nếu mà muốn biết về vi sinh, về cái chất lượng vi sinh nó còn sống hay đã chết, hoặc là cái con vi sinh á, thì cái nhiệm vụ của con vi sinh nó làm cái công việc gì, để khi mình áp dụng vô cái quá trình mình nuôi tôm á, thì nó đạt hiệu quả cao mà nó giảm tối thiểu được cái chi phí. Còn hiện tại á, vi sinh em đang nuôi á, thì em dùng cái gói vi sinh ở ngoài tiệm thuốc Tây của anh đó chỉ á, thì một gói 2.000, với lại là 3 kg cám gạo, nửa ký mặt đường, và một muỗng đạm tăng sinh. Bên cạnh đó thì khóm thì em xin ở ngoài chợ, người ta mấy chỗ bán khóm thì người ta bỏ cái vỏ khóm, thì em xin cái vỏ khóm về để em ủ nè. Bởi vì trong cái vỏ khóm thì nó có một cái nhóm vitamin rất là nhiều, và nó có kèm theo cái enzyme để mà nó phân giải được cái đạm cá nữa. Còn cá thì em xay nhuyễn em cho vô đây chung. Nếu mà bà con nào mà có lượng cá nhiều thì có thể là áp dụng ủ vi sinh với cá, với lại là cám gạo và bắp á. Thì cái đó em thấy của vùng Khánh Hòa vùng miền Trung á, thì họ thường ủ vi sinh đạm cá, xong rồi sau đó họ sẽ phối trộn với bột bắp với cám, thì họ nén thành viên. Có điều kiện thì nén cái thành viên, còn không thì họ ủ khô họ cho tôm ăn. Còn ao của em thì em thấy khi mà em bỏ cái vỏ khóm này vô nè, thì ốc nó sinh sản nhiều lắm, ốc nó bù vô nó sinh sản nhiều lắm, cho nên là ao của em có cái lượng ốc gạo rất là nhiều. Nuôi tôm thì nó đạt về sẽ lớn rất là nhanh luôn. Bà con nào đang nuôi tôm quảng canh hay là nuôi quảng canh cải tiến thì mọi người nên áp dụng vô đi nha. Còn đây thì em biết cái gì thì em chia sẻ lại cho mọi người để mọi người áp dụng vô thôi. Thôi clip cũng dài rồi, thôi em xin dừng clip ở đây nha. Chúc bà con nào mà áp dụng thành công được cái mô hình này thì bà con có một mùa bội thu và có thể chia sẻ lại cho những bà con khác để mọi người cùng làm, cùng cải thiện cuộc sống. Thôi em chào mọi người nha.